Và đây là hình ảnh một chiếc xe tương tự như vậy cũng đã bị các bạn cùng xem. Đây là hình ảnh như vậy. Đây là những chiếc xe khi đang lưu thông trên đường cao tốc chẳng hạn. Thế mà khi mà máy và động cơ có vấn đề trục trặc thì nó dừng, tự nhiên nó dừng lại, dừng máy hết lại. Thì những cái trợ lực tay lái và những cái vấn đề về bảo vệ an toàn thì điện nó sẽ mất đi và không thể trợ lực được tay lái nữa. Thì như vậy tay lái lúc đấy rất nặng, tự nhiên rất nặng, và những người, nhất là phụ nữ mà hoặc là những người mà người già ngạn đi những chiếc xe này thì chắc chắn sẽ nguy hiểm ở chỗ là khi mà không trợ lực tay lái và bị mất đi khi động cơ ngừng hoạt động đột ngột như thế này thì chiếc xe chỉ có tiếp tục có thể lao theo quán tính, tức là nó lao theo quán tính như vậy thì và đồng thời là sẽ khi mà hết quán tính rồi thì tự nó sẽ dừng, chứ các bạn không điều khiển được, và phanh cũng đấy cũng rất khó, rất nặng, và điều đó gây nguy hiểm rất lớn cho những chiếc xe mà đang đi đột ngột mà bị nóng hoặc là bị cháy máy hoặc là bị mất máy nó ngừng hoạt động như vậy. Thì các bạn đã thấy cái trường hợp đã xảy ra ở Đức và một số nơi rất nhiều, và sẽ gây những cái tai nạn liên hoàn, là cái tai nạn đó là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người đi xe. Và đây là một hình ảnh mà hôm nay chúng tôi cũng đã chia sẻ trên trước khi tôi phát cái livestream này. Đó là cái chia sẻ về hình ảnh một chiếc xe tương tự như vậy của hãng Opel, tức là cũng của chị em, cũng đã bị phía Đức vào tháng 3 vừa rồi đã bị dừng ở autobahn, tức là đường cao tốc. Đây các bạn nhìn thấy, đây cái dòng text này. Nếu như những người nào mà biết về tiếng Đức ấy, thì các bạn cũng có thể là hoặc là nhờ dịch. Đấy, cái đường link thì tôi có để ở trên. Đấy, thì họ ghi rất rõ là chiếc xe đấy vào lúc khoảng 12 giờ, xe Opel đấy, tức là cùng dòng với cả xe của GM sản xuất cho VinFast. Và nó bị là bị cháy vì lý do là họ nghi ngờ lý do là tức là về kỹ thuật, trục trặc kỹ thuật ở trong cái động cơ này. Đấy, cháy tung ở động cơ ra. Và đấy, thì các bạn nhìn thấy cái hình ảnh như thế này. Thì đấy là cái lỗi mà không phải là không có mà nó luôn xảy ra. Nhưng mà nếu một chiếc xe VinFast Fadi vừa ra đời đã bị như vậy rồi thì điều đấy rất nguy hiểm và nghiêm trọng, bởi vì theo như các kỹ sư bên này nói là chiếc xe khi mà bị như vậy thì không còn cái những trợ lực tay lái, nó không có tác dụng nữa, và xe cứ thế mà lăn và lao theo quán tính mà thôi. Đấy, và tất nhiên là sẽ gây tai nạn, cháy nổ. Còn những người nào mà đi chậm hoặc là họ có thể tạt vào lề đường được thì sẽ có thể còn gặp may. Còn nếu mà đang đi cao tốc hoặc trời mưa trơn hoặc đường cua thì lúc đó thì có lẽ lăn xuống vực hoặc là có thể đâm vào những xe khác ở bên cạnh hoặc là đâm vào những người đi đường, thì đấy là cái điều mà nguy hiểm. Và đây là hình ảnh và cái chứng minh rất cụ thể là một chiếc xe Opel tại Đức trong tháng 3 vừa qua cũng bị như vậy. Đó là, và họ đánh giá luôn là cái việc đó là do là nguyên nhân là trục trặc kỹ thuật trong cái khoang máy này. Đấy, trong cái phần máy này. Đấy, thì đấy là một chiếc xe như vậy. Và sau khi cháy xong rồi thì các bạn, họ cũng đã chụp, tức là người cứu hỏa, họ đã chụp lại và họ đưa lên trên mạng hết sức công khai những cái thông tin về chiếc xe như thế này. Đấy, để các bạn và những cái người mua xe người ta biết và người ta tránh, người ta đề phòng. Tránh mua phải những chiếc xe mà nó có thể gặp nguy hiểm cho gia đình và cho những cái người mà cùng lưu thông trên cái quãng đường đó. Đây các bạn cũng đã thấy, đây là hình ảnh của chiếc xe Opel đó bị cháy, cháy như vậy và cũng cháy từ máy đó. Tức là trong cái phần kỹ thuật họ đã nói rất rõ là bị trục trặc kỹ thuật và phần máy thì nó mới cháy như vậy. Đấy, thì cái điều này rất nguy hiểm. Đấy, mà cái xe VinFast Fadi vừa ra đời thì đã bị trục trặc về phần máy như thế rồi. Đấy là cái bằng chứng rất cụ thể. Và cái việc sau cái việc này thì ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast chắc chắn là phải có một cái suy nghĩ để làm sao thử và kiểm tra chiếc xe để cho nó tốt thì mới đưa ra thị trường, chứ không thể bán vội, bởi vì làm bán vội như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người lưu thông. Và đây là hình ảnh chụp gần hơn nữa chiếc xe đó. Đây các bạn thấy, đây là hình ảnh chụp gần hơn nữa đây chiếc xe. Đây là một chiếc xe, một chiếc xe khác cũng của cùng hãng như vậy. Đây là cũng cháy tung từ máy ra như vậy. Đấy, từ máy bắt đầu là từ bộ phận làm máy làm mát, từ đấy nó lan ra, nó cháy tung ra và cũng bị như vậy, cũng là xe hãng xe của Opel đấy. Và đây là cái thông tin mà các bạn cùng nên biết, và cái đường link thì tôi có để ở trong cái livestream này để các bạn cùng tham khảo và trực tiếp biết.